Alo anh yêu hả? Anh đến đây đi, khỏi cần ra khách sạn luôn. Thằng chồng khốn nạn với đứa con mất dạy đi rồi. Anh qua đây lẹ nha. Anh đi, đến nhanh quá giờ, em nhớ anh muốn chết luôn vậy đó. Anh cũng nhớ em muốn chết luôn á. Mà anh thấy á, mình yêu nhau như vậy không có được tự do. Anh cứ chờ đi, chờ mẹ em lấy hết tất cả của nó rồi em cho anh hết. Em hứa rồi đó nha. Ủa anh sao anh nói đi công tác mà còn dám dẫn trai về nhà tôi hả? Nếu như tôi không giả giờ đi công tác, chắc cô tôi hại tôi tới tán gia bại sản à. Giả vờ? Anh biết hết rồi hả? Là tôi nói cho ba tôi biết đó. Tôi nói rồi, bà chỉ có một khán giả là ba tôi thôi. Nhưng tiếc là bộ phim của bà là tới tập cuối rồi. Con lại nhớ mẹ nữa hả? Đau buồn chỉ là mình khổ thêm thôi con. Mẹ con cũng không có quay được lại nữa. À, ba có nhớ chú Hải lần trước tới nhà mình chơi không ba? Chú Hải, em cô Hằng đó hả con? Dạ đúng rồi. Đây nè bà. Anh này kỳ ghê á. Mà chừng thằng Khang nó thấy đó. Nó thấy thì kệ nó. Với lại á, nó cũng đích có biết cái gì đâu em ơi. Ba, lần này ba nói chắc chắn bà ta sẽ nói. Là em họ nên không có gì vậy bà. À, con có cách này. Cách này sẽ giúp ba bắt tưởng mắt luôn. Chính mày là người hãm hại ta đúng không? Không ai hãm hại bà hết. Muốn người ta không biết thì đừng có làm. Gia nhân nào thì gặp quả nấy thôi bà Hằng. Cô đứng lại. Cô không được lấy bất cứ thứ gì trong nhà tôi, kể cả vòng vàng và xe cổ. Anh đối xử tệ bạc với tôi như vậy sao? Sống ác thì bớt thề thốt lại. Cô đến như thế nào, cô ra đi như vậy. Khang, ba xin lỗi con. Con không trách ba đâu. Con chỉ muốn ba thấy rõ bộ mặt của người phụ nữ đó thôi. Ừ, ba biết rồi.